em mong á, thật sự em mong mong gì hơn á, thiệt á. Em chỉ mong sao á là em được qua khỏi cái nạn kiếp này á, để em nuôi ba đứa nhỏ em. Chứ nếu mà em có gì, thật sự là bỏ ba đứa nhỏ em với chồng em. Chính xác, chính xác. Ngoài lo nổi cái gánh nặng. Nếu mà anh thấy đường cũng đỡ, anh không thấy đường bình thường vậy là đã không làm gì được rồi. Mà không có em, không biết anh là sao. Thiệt, chính xác hay nè. Em với anh Hoa Lệ thì không rành về cái hôn nhân của chị với anh. Chị có thể kể cho hai anh em tụi em biết được là hai anh chị quen nhau như thế nào, rồi đến bây giờ mình ba mặt con rồi mình khốn khó đến vậy, và nguyên nhân tại sao anh bị mù vậy? Hồi đó là vậy. Nói chung là chị thì cũng cha mẹ của chị thì cũng thôi nhau, chị ở với bà ngoại từ nhỏ đó. Rồi xong rồi lúc đó em ở sớm, em có ảnh mới đi qua bển chơi với mấy đứa em chị với bển. Rồi xong rồi lúc đó chị cũng ở nhà, ở thủ nhà. Rồi tụi nó mới đưa điện thoại, số điện thoại và điện hai người nói qua nói lại mà không ai gặp mặt ai hết á. Rồi nói viết rồi nói chuyện xong rồi cảm thấy là tự nhiên cái thương nhau, cái chị mới đi qua bên đây. Bữa đó quyết định qua bên đây gặp, nếu mà gặp á mà sao con đi lấy. Ừ, nếu mà đó thì nếu mà cảm thấy hợp thì cứ vậy thì chờ xong rồi cái về xong thấy ảnh vậy á, mà biết ảnh không thấy đường luôn, mà không biết sao rồi chị dẫn ở bên đây luôn, thấy cái thương ảnh, tại vì lúc đó thương luôn không về luôn, mà lúc đó giờ là ở bên đây luôn với ảnh luôn. Vậy về nói với ngoại vậy đó, về ba mẹ bên đây cũng qua nói chuyện với ba mẹ với bà ngoại, bà nội mẹ lớn nhỏ với bà ngoại, chứ không có ở với cha với mẹ, cha mẹ mỗi người một nơi. Rồi xong bà ngoại cũng nói vậy, bà ngoại thôi tụi anh nói cũng duyên nợ thì thôi. Lúc đó ngoại cho hai vợ chồng ở với nhau luôn rồi ba mặt con. Khổ khổ chứ đó giờ chưa có ý định bỏ anh. Cái... Hồi đó thằng cu là hình như là vỡ kế hoạch đúng không? Đúng rồi, bé Thiện là vỡ kế hoạch. Thiện là vỡ kế hoạch rồi sinh đây, mà đúng cái thời điểm gia đình gặp rất nhiều khó khăn thôi. Có nghĩa là lúc mà chị gặp ảnh là ảnh đã mù rồi. Mù rồi. Ờ, vậy mà chị cũng quyết định lấy. Dạ. Đúng là duyên nợ ha. Dạ, không biết nữa hay là tại vì à, lúc đó ảnh thương em lắm, không thấy đường nhưng mà ảnh thương lắm. Giờ cái lúc đó dạy như là mình cũng thiếu tình thương của cha mẹ. Nhỏ dạ. Lớn nhỏ với bà ngoại, cha thì có chồng khác, mẹ có chồng khác. Cái thấy anh không thấy đường nhưng mà anh cũng có thấy là cảm giác như ảnh thương mình. Thấy vậy cái mình đã đọc ảnh nhầm sống. Ảnh tên gì? Anh tên gì? Hoàng Văn Ba. Dạ, anh khi mà gặp chị á là anh đã mù rồi, có nghĩa là không thấy rồi. Dạ thì anh có sao mà anh có hình dung chị ra sao mà anh lại thương? Nghe qua tiếng nói thôi. À, cảm nhận qua tiếng nói thôi. Tới bây giờ anh đã hình dung rồi có cái mặt chị sao không? Anh tả em nghe coi. À, có một cái thì em hỏi là thấy cái cuộc tình giờ rồi sau đó thì à, ba mặt con rồi kinh tế là chị gánh hết. Đúng rồi, tại vì cũng buồn giả với mẹ cũng đi làm á, mẹ chồng đi làm ở chung nhà, ví dụ như mẹ lúc mà mẹ ở không á, mẹ không chưa có việc làm á thì em cũng buồn giả đi làm, mẹ có gì ăn mấy mẹ ở nhà giữ, còn giờ mẹ em đi làm rồi thì bây giờ ở nhà em cũng đủ tuổi chỉ làm vòng vòng đấy thôi, coi đứa nhỏ cũng không đi làm gì được xa. Còn ảnh là ảnh ở nhà chăm con hay sao? Thì ảnh cũng chăm thì cũng nông, anh cũng không chăm việc gì, vậy như là có tiếng nói kêu rồi lại kêu vô thôi, chứ anh cũng không làm gì được. Nhưng mà em nghĩ là một người con gái mới lớn thì rất nhiều cái mối, tại sao mà tự nhiên lại cái lên đây cái kết ảnh luôn hay vậy rồi? Bởi vì em cũng không hiểu sao, như là chắc cũng duyên nợ vậy. Nhưng mà lúc lên đây mà chị quyết định là ở trên này luôn á, chị có hình dung là sao mình là cái trụ cột, là người đã gánh vác rất là nặng nề không? Có, em nghĩ là khổ quá, nhưng mà em nghĩ là cái gì cũng vậy á, trời thương sẽ vượt qua hết thôi. Đó em nghĩ là tự nhiên mình đừng gặp ảnh, gặp đã vợ ảnh không thấy đường vậy mà mình bỏ ảnh, cái đó mình còn tội hơn nữa, mình còn có tội hơn nữa. Thà từ đầu đi mình biết rồi mình bỏ đi, mình đừng có liên lạc, đừng qua lại với ảnh nữa. Cậu này mình đã liên lạc qua lại với ảnh rồi mà ảnh đâu không thấy đường vậy, rồi mình nghĩ tới mình bỏ rồi sợ ảnh này kia rồi nữa, thấy mình tội ảnh. Bởi nghĩ vậy đó, nhưng lại ảnh nói với em anh cũng không có gì, anh thương lắm.
Bởi em nghĩ không thấy được, nhưng mà thương vợ thương con vậy mình làm mình cũng không có mà vậy suy nghĩ tới chuyện người ta mà bỏ chồng bỏ con để chuyện con. Chị nói chị dùng cái từ trời thương thì trong cái đợt này á nói chung là cũng bị nói chung bệnh cũng nan y thì chị có nghĩ là trời thương một lần nữa. Không vợ á không có ngủ ngơi gì được á, cái suy nghĩ là nếu mà có gì đi nữa bỏ mấy đứa nhỏ mà gặp ảnh không thấy đường nữa không biết thì sao luôn có thiệt không? Em nghĩ vậy đó mọi người. Chị không có ngủ ngơi gì được á. Chính xác cái vấn đề nó bi kịch của gia đình mình nó nằm chỗ đó đó. Em nói chứ giờ mổ rồi mà bác sĩ nói là nếu em nghĩ là chỉ mổ thôi, nên cái mổ bác sĩ nói nếu mổ ra mà xét nghiệm ra mà nếu trường hợp mà dễ nhất á thì cắt một bên nhân giáp thì có thể là uống thuốc tới già, nhưng mà đến khi mà nằm trong bệnh viện giờ đã bác sĩ là báo, bác sĩ báo là cắt hết hai cái nhân giáp rồi mà giờ phải vô xạ trị thôi, phải đưa hồ sơ lên bệnh viện trên, tại vì lúc đó thì chết đứng luôn. Để là nếu mà có gì chăng nữa bỏ mấy cái nữa là nghiệp nó đó. Rồi phần anh là ví dụ như là em đặt ra cái vấn đề á là nó có nghĩa là nó trầm trọng mà nó không may mắn đi thì anh sẽ giải quyết và chăm sóc ba bé làm sao? Cho em không biết sao dạ em thấy được ồ quá bi kịch ha. Nhưng mà rồi nếu mà rơi vào cái hoàn cảnh đó thì mình cũng phải tính tới cái việc gì đó chứ chị. Thì giờ chưa nghĩ tới, em nói thiệt luôn đã rồi. Nhà em là bây giờ tối không nghĩ tới gì. Nhưng mà bác sĩ kêu là mời tay đi vô chồng để tay khám lại, để lấy giấy quyết định tận đưa. Tại cái chỗ em mổ là không có dùng thuốc, bây giờ chỉ có đi lên trên bệnh viện trên mới dùng thuốc được. Lấy cái giấy đó chuyển tiến về bệnh viện trên tiền không mà nói em cũng chưa đi nữa, thật sự nghe phong mũi nó là phong mũi xuống như là mũi xuống em mừng hai ngày nay em không ngủ luôn á. Yeah. Mừng mà trong cái phần sáng vừa cầm điện thoại mà nghe gieo lên cái phong mũi kêu là em xuống chị á, mừng mừng quá trời mừng ngày nay không thế nào ai ngủ nhà em mong á, thật sự em không mong gì hơn á, thiệt á em chỉ mong sao á là em được qua khỏi cái nạn kiếp này để em nuôi ba đứa nhỏ em, chứ nếu mà em có gì thật sự là bỏ ba đứa nhỏ em với chồng em chính xác ở lại ngoài lo nổi cái gánh nặng nếu mà anh thấy đường cũng đỡ, anh không thấy đường bình thường vậy là đã không làm gì được rồi mà không khóa em nó không biết anh là sao kìa mấy đứa nhỏ này anh cứ kể nó cũng kể thấy tội chịu quá. Chia sẻ với mọi người như thế này, 3 ngày trước khi mà mình nhận được một cuộc gọi, lúc đó thì khoảng gần 10 giờ đêm, đầu dây bên kia một cái giọng nói rất là thều thào: hôm nay là chị Hồng. Nói rất là rõ rồi, 3 ngày trước là mình cố gắng mình nghe thật chậm thật kỹ mới nghe được câu nói của chị là: Phong ơi, chị sống ở trong căn nhà hoang, chị có 3 đứa con, chị đang bị ung thư giai đoạn cuối, và chị lo lớn nhất là chị mất đi thì người chồng bị mù sẽ nuôi 3 đứa nhỏ như thế nào, và chị muốn là chị sống không phải là vì bản thân chị mà sống làm sao nuôi được 3 đứa nhỏ vì anh không đủ khả năng để nuôi con. Hôm nay thì em thấy chị nói được đúng không? Cố gắng nói lớn là thầy nói được, vậy là lớn hết mức rồi đó. Bác sĩ nó phải 4-5 tháng mới ổn. Vậy thì dự kiến là chi phí mổ là khoảng bao nhiêu? Chị nhắm mổ quá là mổ rồi, chi phí mà để giải quyết cái vụ này vô vô tắc đó là xa trị á. Xa trị á em không biết nữa, giờ chưa hỏi bác sĩ, tại vì bác sĩ nó mức thấp nhất á là 25 triệu, nhưng mà cái cô nằm chung phòng anh sẽ đang để dưỡng lại, thì hai chị chở anh vậy để dưỡng lại, cô nói là nếu mà vô xa trị 20 triệu 25 triệu là chị sẽ chịu không bao giờ chịu nổi, tại vì nếu mà cái lượng thuốc đó thì nó nhẹ thì nó sẽ giặt cơ thể mình, có thể là không qua được là một tầng đó, còn nếu mà cao hơn nữa thì lúc đó thì cái thuốc của nó khác thì mình sẽ giảm đi được cái hạn chế nó giặt mình hơn. Lúc đó cũng chưa có hỏi bác sĩ nữa, thì bác sĩ chỉ đưa ra ba mức là từ 25, 40 cho đến 60 đó. Mà em nói là chỉ nói là 20 triệu cũng được, dám cố gắng vượt qua
chịu đau đớn gõ nào cũng vậy cũng được hết á, miễn sao mình sống với con mình là được rồi. Trong 10 ngày đó sao cũng được. Thôi bây giờ như thế này, trước mắt á là má anh em tụi em đến thăm để chia sẻ câu chuyện của chị, với cái hy vọng rằng là nhiều cô chú anh chị chung tay hỗ trợ cho gia đình mình. Vì em thấy là nhà của anh chị bây giờ đây là một căn nhà quan ở tạm. Rồi thì bệnh gì là không kiếm tiền, anh thì coi như thôi rồi, không làm gì được, tiền rồi. Thì tụi em đến thì tụi em hỗ trợ cho chị cái chi phí nhỏ là 3 triệu tặng cho gia đình mình để cho chị đi đến bệnh viện kiểm tra, rồi báo bác sĩ. Em cố gắng trong vòng một tuần tới làm sao để hỗ trợ cho được cái chi phí cho chị nha. Dạ. Em gửi cho chị nha, 3 triệu. Dạ. 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 Em không biết nói gì hơn, chị cảm ơn tụi em đã xuống giúp gia đình chị. Với lại chị cũng mong muốn các bạn được muốn giúp tay tự này giúp đỡ cho em để mà em có thể em nuôi ba đứa con em, chứ em cũng mong muốn gì nhiều hơn đó. Em chỉ mong sợ qua giai đoạn này để nuôi được ba đứa nhỏ thôi, chứ em không mong gì hết thật sự. Khủng quá. Nhưng mà mổ vậy đó nói thì nó không rõ là ăn uống làm sao chị? Mấy ngày trước ăn khó lắm, thấy từ mấy ngày sau này mình vẫn cố gắng. Thế là thế à. Thôi thì chị có nằm viện thì chắc nhờ anh phải chăm lo ba đứa nhỏ ha. Rồi. Anh luôn nấu cơm được mà. Em nhớ lần trước anh nấu cơm được mà đúng không? Đúng rồi, mà không nấu ăn được. Không nấu ăn được. Ừ, cái mẹ nó. Vẫn già già đi thuộc cái nhà mà. Đâu được đi được. Mà nấu đồ ăn ra với đầu đêm rồi không biết. Chị Hồng ơi, nấu chị... cơm thì bắt được. Ờ Phong, bởi chị đọc cho anh em tụi em mọi người nghe cái số điện thoại của chị đi. Cô chú anh chị có thể đến thăm hoặc chia sẻ trực tiếp với gia đình nhà mình nhé, cho nó tiện ha. 0765 272 801. Dạ. Dạ. Cái số điện thoại cho một cái. Không phải tưởng tượng đâu. Ừ. 3 năm gặp lại chị này trong hoàn cảnh như vậy đó. Nó cũng bi đát hơn hồi xưa đúng không? Hồi xưa nó còn đỡ hơn. Hồi xưa nó chỉ là thằng cu nhỏ, lúc đấy nó nằm ở trong đấy còn phải theo dõi chị nhỉ. Nó không phải tình trạng nguy kịch hay là cái gì cả. Mà lúc ở cái nhà cũng rộng rãi chứ. Nhà đây là mưa là lớn đấy. Đúng rồi. Nó xì nước chứ xì lên luôn á. Mấy cái trẻ nó. Tại cái nhà kia nó cao không á. Ừ. Cái cao mà nó nhà hoa nhưng mà thực ra đây là nhà có chủ, nhưng vấn đề là xì cái gạch xì lên lúc đó. Lúc nhà hoa tội nghiệp người ta. Có nghĩa là không có người ở mà không á thì nhà ngoài gì nữa. Có chủ nhà. Đúng rồi đúng rồi. Gà quá lần trước kia người ta con trai. Bé lớn năm nay là mấy tuổi rồi chị? 7 tuổi. Tụi chưa học hành vậy? Chưa, mẫu biết năm nay được hay không? Mẹ dạy rồi hay sao nữa? Chị cấp tiền, chị cấp tiền. Thấy tội quá. Chị chia sẻ giúp em nha. Làm một quán ăn đây, chị bán chưa không? Dạ. Hôm nay thằng cu này nó được bao nhiêu cân rồi chị? Bao nhiêu tí rồi đấy. Dạ. Thiện hả? Chị đang giữ cho ngày này. Ôi, còn alo đi, alo đi. Bởi vậy. Bởi vậy cuộc sống này đôi khi mình sống không phải vì bản thân mình mà mình sống vì những đứa con, những gia đình mình á, chứ không đơn giản đâu. Vượt qua khỏi cái cảnh mà để lấy bé ra khỏi được bệnh viện á, đủ chi phí á, là lúc đó là cố gắng làm để nuôi cho mấy đứa nhỏ, nhưng mà không ngờ tự nhiên vợ cái nội ra cái bị bệnh, trong khi đó một mình em làm vậy là vậy là sao mà để có dư ở nhà mà để lúc bệnh đau, ví dụ mua thuốc tôi mua này kia ngoài tiệm thôi chứ đâu có dư mà để đi bác sĩ. Để gọi là nghèo gặp cái eo nữa đó. Để thôi ngay chị Lam có công việc gì chị gì không? Dạ. Từ ngày trước á thì chị đi làm những công việc gì? Dạ như đi phụ việc nhà, ai thiếu thì mình lại mình nói mình phụ việc cho người ta. Rồi ai thiếu gì mình làm đấy, nói chung cái nhà làm ai thiếu gì làm đấy ạ. Rồi sao biết cái chỗ này mà về đây định cư? Sống ở đây lâu rồi. Nhưng mà sống ở đây cũng vậy đó. Hồi đó sống ở đây thì cũng có nhà quan cho ta lấy
lại người ta là đang ở. Nhưng bên đây ta đặt vợ cái ông chủ cho vô cho mẹ ở lại đó, sống mấy cái nhà quan vậy không ạ? Bé cũng đòi là sống nhà quan không? Đó. Riêng cái hẻm này, cái hẻm kia em quay hai câu chuyện mà cũng tương tự như là chị luôn. Chị nhà quan không? Ừ. Khổ thế. Mà cũng kiểu bệnh tật mà cũng vậy à? Nhiều vậy em ta. Chơi. Nghe anh nói em xuống mừng. Mừng thiệt mà mừng sao tới giờ luôn á. Mừng quá chờ luôn. Chị là gốc Đồng Nai? Dạ đúng rồi. Anh là gốc này cũng gốc Sài Gòn luôn? Dạ đúng rồi. Ngồi ra. Mấy đứa đưa bé lớn đi học lớp mấy rồi con? Bé này lớp 1 rồi, chưa có đi học. Năm nay mới đi học tại vì đọc hồ sơ trễ á. Cô con bé lớn này chưa đi học rồi chứ? Chưa, tại vì hỏi nước ngoài mùa dịch á, thì làm hồ sơ, thì làm giấy tờ cho nó dễ. Nhưng năm nay nó mới được vô lớp 1. Nó mấy tuổi rồi? À, nó mới 6 tuổi mấy à? Tại vì nó trễ năm á. Như con. Thì con lấy thôi, con lấy cái gì ra thôi. Lấy tập thôi chứ đâu có lấy viết con. Cho chú có thử con học sao thôi. Thử học đi. Bây giờ chị qua nhà đã được 3 năm rồi. Ở bển đi qua nhà này được mất có 2 năm rồi. Hồi đó là cái nhà này bỏ hoang. Hồi đó nhà này là bỏ hoang. Rồi bỏ hoang nuôi gà thôi. Bỏ hoang hai bên luôn, người ta chỉ nuôi gà. Rồi ha. Cái mình về mình xin vô đây ở thì người ta mới làm chồng. Coi cho người ta luôn. À, ha. Thôi không có thôi con. Thôi không có thôi con. Đi con. Thôi khỏi. Chị tên là Hồng. Còn anh tên gì? Nó ho dữ hả? Mấy nhà này ba đứa nào cũng bệnh hết á. Dạ. Lâu mấy năm rồi anh Lê Nguyễn, 2 năm rưỡi, 3 năm anh Lê Nguyễn? 3 năm. 3 năm rồi hả? Không, là... À, vậy hôm xưa là chị gặp Châu Lê Dương. Em mới đi đám cưới, em biết Lê Nguyễn mới đi đám cưới Châu Lê Dương nè. Dạ. Có thể những ngày trước. Tuần trước á. Tuần trước rồi, chú bệnh trước. Chú bệnh mấy nè, có chủ nhật. Xin chào mọi người, ở phía trước mọi người đây là gia đình của chị Hồng. Chị có thể chia sẻ cho em biết được là gia đình mình hiện giờ như thế nào ạ? À? Gia đình giờ cũng đang khó khăn đó. Tại tập hỏi tự một tháng trước á. Trước đó thì chị cũng có lao động để đi chú mẹ đi làm để trang trải. Sau bắt đầu phát hiện ra bị bệnh á. Xong thì khám được bác sĩ là chị đầu đi khám bác sĩ trên là lên trên 1 để xin thiết xem coi phải biến hiện hay biến quá tính. Lên để xin thiết thì bác sĩ báo là đối với chị là biến quá tính mà lại thì bác sĩ bảo là đi lên cầm hộ chứ không có để đó thì đã buộc rồi. Rồi sau đó thì cầm hộ thì bác sĩ nó bắn trước luôn. Có thể là sẽ lên ca mẫu lần hai. Vì nếu trong thời gian mà đi khám lại rễ còn á thì phải mẫu nữa, còn hết á thì ổn định lại bác sĩ cho để đi xử trị. Thì lúc đó thì hỏi bác sĩ là giá tiền xử trị bao nhiêu, bác sĩ nói là
thấp nhất là từ 25 triệu. Và cái đó là cũng thấp. Lúc đó là gia đình chị là lúc đi lên ca mổ cũng thật sự luôn, làm đủ ăn không có dư. Rồi lúc mà đi lên ca mổ là mới về Đồng Nai, tại quê chị bên Đồng Nai. Mới về bên Đồng Nai thì bên Đồng Nai mới gặp lại những người mà tham quan bên Đồng Nai. Nghe không? Rồi anh em ở bển mới chơi vài trăm rồi. Nhờ một người anh tên Cường và ảnh đứng ra để xin những người trong xóm á, mỗi người vài trăm bạn bè thì mới có chạy để lên cầu mổ gấp. Tại lúc đó đi vô bác sĩ bắt là bắt buộc luôn là thứ tư phải nhập viện để mổ. Xong bác sĩ nói xong là tự nhiên về là có triệu chứng là sinh thiết vậy, có triệu chứng nó bị nghẹn. Bây giờ bác sĩ báo lại như vậy á. Giờ gia đình chị nó thật sự lúc đó không thì có biết sao á, xin hãy có để liên hệ lại với mấy em để nhờ mấy em giúp đỡ cho chị được. Không cần gì nữa, chỉ cần bác sĩ đó là chỉ cần chị á, thì cái nhân giáp của chị á thì nó chấn thương nhưng mà nó dạng là trong cái mức là chị được, chỉ cần xài chị được. Và theo như quy trình của bác sĩ khám á, xài chị được á ổn thì có thể là sống, nhưng mà cái mức xài chị của nó quá cao chị không nghĩ tới luôn, thì mới điện liên hệ để với phục vụ á. Giờ cũng chưa có vô hỏi là xài chị bao nhiêu mũi hay là đóng bao nhiêu tiền, chưa dám hỏi bác sĩ, tại vì chưa có tiền nên không có dám hỏi. Có nghĩa là chị bị ung thư tuyến giáp và nhân bác sĩ nói là muốn sống thì phải xài chị. Xài chị mà không dám hỏi vì không đủ khả năng hay là sao? Không dám hỏi vì không đủ khả năng. Lúc mổ là chỉ có mổ 17 triệu thôi mà không có tiền mổ, mà nghe bác sĩ nói là xài chị nằm tới mức thấp nhất là từ 25 triệu, vì anh không có dám hỏi tới nữa, không có dám hỏi tới nữa. Bác sĩ nói là cũng phải mấy mũi chứ không phải một to không. Bác sĩ nói nếu mà mình có điều kiện rồi bắt buộc là mình phải thay đi chạy bác sĩ, chứ không thay là rễ nó sẽ mọc lại. Mà hôm nay là ngày thì đi vô trọng để thăm lại, nhưng mà nghe ông buổi báo là ông buổi xuống mừng quá, chưa đi luôn, chưa đi nữa. Con trai ngồi im lặng cho chú nói chuyện với mẹ một xíu nha. Con để mắm chú cho con nha. Chú cho con ngồi đây, con ngồi đây, mẹ im đây. Chú đang quay hình á. Kính thưa mọi người, cô con mà chị Hồng đang bế và vừa cháu vừa ngồi bên cạnh ấy là một trong những nhân vật mà 3 năm trước mình với lại em Châu Đại Dương mà anh em chúng mình có chia sẻ các loạt câu chuyện, đấy là chị Hồng sinh non. Có đăng tải trên kênh của Châu với kênh của mình 3 năm rồi chị Hồng nhỉ, hôm nay gặp lại. Thật sự hôm vừa rồi Phong gửi cho em một cái đoạn, một cái thông tin về gia đình chị ấy. Khi em đọc các đoạn thông tin Phong, lúc ấy Phong là gửi cho em là không có tên của chị, chỉ có cái số điện thoại, và nói rằng là chồng bị mù và có 3 con nhỏ ở bên cái nhà hoang. Lúc đó em đã ngỡ ngợ là chị rồi. Thế thì em gọi cho chị, em nhớ hình như em gọi cho chị ngay lúc 8 giờ tối đúng không? Đúng rồi. Không, gọi xong là em gọi luôn á. Dạ, em rất bất ngờ, em không nghĩ rằng trong một ngày đó em nghe em nhận được 2 cái thông tin, một người quen, một người bạn và một nhân vật của mình mà lại đó mắc phải những cái căn bệnh gọi là ung thư. Và thật sự thì câu chuyện gia đình nhà chị em nghe đấy mà nghe mà xót xa, mà nó buồn rùn chết anh luôn. Thì cũng chia sẻ với Phong như thế này, hồi đó cũng về nghèo khổ, lúc đó anh mắt cũng còn sáng nhưng mà đi làm không có tiền điều trị. Rồi lúc đó mình cứ chủ quan, một phần là vì không có tiền nữa, thành ra cuối cùng khi đi khám thì mắt không có cơ hội nhìn thấy nữa. Và 3 năm trước chị Hồng đang đi làm phụ tại một quán ăn thì đến trở dạ sinh được cu, đúng không chị? Đúng rồi. Năm nay thì thằng cu này nó tên là gì chị? Tên là Thiện. Thiện à? Rồi chú chào Thiện nhá. 3 tuổi rồi nói tốt rồi đúng không Thiện ơi? Ừ. Dạ chú ơi con. Dạ chú. Đấy. Thang thang lại. Thì thang thang Thiện dạ chú ơi. Dễ thương quá. Rồi. Ngày đó chú còn nhớ chú vào bệnh viện Từ Dũ chú khám, à chú thăm Thiện nè, xong đó rồi lúc phải khó khăn lắm bác sĩ người ta mới cho được gặp đấy, chị còn nhớ không? Nhớ.
Bữa đó em còn nhớ hình như các mạnh thường quân mọi người còn đến á, cũng còn khó lắm mới là gặp được. Hình như lúc đấy là nằm ở cái chỗ cái nhà cũ nhỉ, nhà 4 tầng đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thế ở hôm ấy khi mà gọi điện cho chị, em cũng không nhận được giọng của chị luôn. Thì lúc đấy mới nghe là chị đã mới đi mổ cái u, đúng không? Rồi cũng chia sẻ với mọi người với cái câu chuyện như này này. Cái cuộc điện thoại cuối cùng mà của chị Hồng. Cũng chia sẻ với mọi người cái cuộc điện thoại cuối cùng của chị Hồng có gọi cho mình cách đây tầm khoảng 2 năm trước. Hình như lúc đó là dịch đúng không chị? Đúng rồi, lúc cái dịch nhà chị xảy ra cái sự cố là không thiếu tiền bạc. Lúc đó thiếu đóng tiền điện nước hình như 700. Đúng không ạ? Quá khổ luôn, thật sự em không nghĩ hình dung ra bây giờ chị bị ung thư như vậy. Thứ nhất là rất ung thư mất tốn rất nhiều tiền bạc, và cái quá trình điều trị nó lại xảy ra rất nhiều rủi ro nữa. Em không hình dung được sau này cuộc sống của anh ba cháu làm sao luôn. Thiệt cho chú ghi hình chút nha. Rồi bé lớn là bé chị gái, bé lớn tên gì ta chị Hồng? Bé lớn là Diễm. Diễm à? Diễm năm nay thì đáng nhẽ là anh học lớp 1 rồi mọi người ạ. Nhưng mà hiện tại thì có nó lúc ấy còn bây giờ. Vì sao mà chưa cho bé đi học chị? Thiếu tiền hay là do vấn đề về giấy tờ hay sao? Như vậy năm đó cũng định cho em đi học nữa. Tại vì nằm trong cái khách sạn nghèo. Rồi xong rồi dịch á. Dịch xong rồi làm giấy tờ bé nhập trễ á. Thành ra năm nay mới học. Nhưng mà không biết năm nay có được học hay không. Tại vì mẹ bệnh vậy không biết có được đi học hay không. Tại vì nếu đi học phải có mẹ mới được. Chứ cha đâu có đưa lúc tụi được đi học đâu. Dạ. Rồi kính thưa các bạn, mình lúc mình đến nhà, lúc chị còn ở cái căn nhà hoang bên cạnh này. Có một bác rồi, bác ấy cho ở nhờ. Ở qua nhà luôn, nhưng bây giờ cái nhà bị giải tỏa, mình đã thấy là đập đi rồi. Và hiện tại cái căn nhà mà chị Hồng và gia đình anh chị đang ở đây cũng là một cái căn nhà hoang trong khu vực mà gọi có cái dự án. Và bây giờ người ta cho mình ở nhờ, gà này trước người ta nuôi đúng không chị? Mình coi nhà người ta. Em còn nhớ lúc em đến ấy, con bé này này, nó cứ lang thang thơ thẩn ở trước bãi cỏ ở nhà này. Xung quanh đây ngập nước đúng không chị? Là cái nhà này nè. Ừ, đó. Hồi như lúc còn bây giờ gặp lớn tướng rồi mà chú tưởng là con đi học rồi cơ, Diễm bây giờ vẫn ở nhà. Mà biết hình như chú nghe thấy bảo là biết đọc đúng không, biết viết được nào không? Ông giỏi quá. Rồi cái thằng khu thứ hai kia. Chú cũng không đi học đó ở nhà. Nó mấy tuổi chị? Bé Thái hả? Gần 5 tuổi rồi. Nó tên là gì chị? Thái. Thái. Thiện. Diễm. Dạ. Vậy là ba đứa nhóc nhóc rồi mà. Thằng khu này cũng ở nhà luôn. Thế rồi đợt rồi là chị làm cái gì? Từ cái sau dịch đến giờ, làm gì để sống? Lúc đó trước dịch đó là chị phải làm bánh tay với chân gạo. Sau dịch đó là đi phụ việc nhà cho người ta. Dạ. Với tập kiểu gì mình làm đó. Xong rồi lúc đó thì nói chung thì gia đình cũng không có khó khăn, nhưng mà cũng không có mà dạy như là không có dư giả thôi. Mà cũng xoay sở được. Đến khi đó mà phát bệnh ra vậy, giờ lúc đó bắt đầu mới là sợ là không có dư luôn để đi khám luôn. Dạ. Biết luôn á, là bị nay là cũng năm mấy nay rồi. Tại vì cái lúc mà chưa bị, chút nữa chưa đi cắt á, là nhìn vô là biết bị bú rồi rồi, để nó bự ra luôn. Xong rồi bắt đầu cái biết cả năm mấy nay rồi mà không có đi, bị sợ đi vô chổng tốn tiền nữa, không có dư đi. Đến khi mà cái nó cái hàng số cái hút lại viết. Dạ. Rồi nó bị ngạn rồi. Nó ngạn nó viết. Rồi có triệu chứng nó bị chồng rồi. Có cái nói có bảo hiểm rồi. Cái nói thôi giờ đi vô trong khám lại. Đến khi đi khám thì cái cô kia cũng có bảo hiểm giống hộ nghèo luôn. Có nói đi vô khám khám giờ chuyện chăm đâu lại không đi. Rồi vô khám xong bác sĩ siêu âm xong hết. Bác sĩ kêu là bây giờ như vậy chị phải đi sinh thiết đi. Em nói là cái giá sinh thiết là cũng nhiều. Bác sĩ nói nếu mà đi lên trên bệnh viện Đại Phước bệnh viện 11 xin thiết có kết quả trong ngày, là lúc đó là đi xin thiết của đó là 650. Rồi qua bản xin thiết xong đi sơ lên trễ ngồi đợi tới 2 giờ chiều có kết quả. Để kết quả ra là bác sĩ báo là không chưa biết kết quả, bây giờ đem về cho bác sĩ điều trị. Cái bữa đó là bữa đó được đi là đi được thứ bảy, nên nếu mà đem cho bác sĩ điều trị là phải hoạch trong bệnh viện mà tốn tiền nữa. Em mới nhờ chú sơ vô nói là người nhà của em, bác sĩ mới cho biết kết quả nó là u ác tính. Nó lại đi về nhà là sợ chết nửa con người luôn. Từ ở trên bệnh viện là về nhà khóc suốt luôn, biết rồi gia đình không ai là ngủ ngay được.
đến khi mà cậu tới thứ hai và bác sĩ báo là có giấy lên kết quả là lúc đó đi khám là bữa 10-17 tay, bác sĩ đưa giấy quyết định là 22 tay phải nhập viện. Cái nói là bây giờ nếu mà nhập viện như vậy là phải đóng nhiều quá, nó nói là gia đình phải thủ từ 20 triệu. Cái nói trời ơi, con có tiền mà nhập viện qua sao, con có với hộ nghèo, bác sĩ nói lên ca mổ là 6 triệu tiền bác sĩ, và tính nó hoài không tính bảo hiểm. Xong cái về xong ấy hoàn hoàn với 22 tay đâu có được chấm nhập viện đâu, tới 27 tay luôn. Cái bà đâu có chịu chứ, cứ làm mệt ấy. Cái mới đi về Đồng Nai, về xuống sở bên Đồng Nai quê bỏ nó kể cho một người anh cùng sớm nghe. Giờ nhà anh nó thấy vậy nhà nó mới đi vận động, vận động nhưng mà lúc đó là vận động sinh là để đủ cho em mình trong khổ thôi, tại trong khổ lắm. Thì lúc đó vận động xong là em đi vô trong chổng, là em mới vô nhập viện lúc thứ tư, là sáng hôm sau thứ năm là 6 giờ là lên cầu mổ gấp luôn. Đến khi mổ xong da bác sĩ hút máu là chị không còn được giữ hai cái nhân giáp nữa mà cắt hết hai cái nhân giáp, tại vì nó đã lan ra nhiều quá, nó lan qua tới bên đây luôn. Nhưng mà bây giờ thấy rễ nhiều lắm, nhưng mà có thể là đi tái khám lại nữa, chụp CT em đây nhiều lại, nếu mà còn rễ thì bắt buộc phải lên cầu mổ lần thứ hai mới chắc chắn cho người sợ chị. Em mới hỏi là nếu mà vô xạ trị như vậy á là bao nhiêu tiền, bác nói là thấp nhất là cũng phải 25 triệu. Đây lúc đó cái không hỏi gì nữa luôn. Em được biết hình như là mẹ chị cũng sống ở gần đây đúng không? Mẹ chồng. Rồi bà đang sống ở đâu? Mẹ chồng ở chung nhà. À, đúng.